bố phá hỏng xe sang để ngăn con trai say rượu cầm lái. Để ngăn cậu con trai say xỉn ngồi sau tay lái chiếc BMW đúc của mình và có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng vì hành động này. Một người đàn ông Tây Ban Nha đã tự tay phá hỏng chiếc xe. Tình thương của cha dành cho con cái thường rất mạnh mẽ, nhưng nó có thể biểu hiện theo những cách tương đối khác thường. Đó chính là câu chuyện của một người đàn ông 60 tuổi đến từ Logroño, Tây Ban Nha. Nhân vật đã làm hết sức để đảm bảo cậu con trai say xỉn của mình sẽ không thể cầm lái chiếc BMW đúc màu đen của anh ta và gây ra thảm kịch. Hồi đầu tháng 3, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi về việc một người đàn ông đã phá hoại một chiếc xe sang đậu trên một tuyến đường ở Logroño bằng cách dùng cuốc đập nát nó. Một đội cảnh sát đã lái xe về phía địa điểm được báo cáo xảy ra vụ việc và nhận thấy một chiếc xe tải màu trắng đang chạy trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt chiếc xe này tấp vào lề và phát hiện bên trong có một người đàn ông lớn tuổi đang cầm lái cùng một hành khách trẻ tuổi khá say rượu. Qua thẩm vấn hai nghi phạm, cảnh sát biết được rằng họ là cha con. Người cha cũng nhận trách nhiệm về việc phá hoại chiếc BMW đúc, chính là tài sản của người con trai 32 tuổi đang say xỉn. Người đàn ông 60 tuổi giải thích rằng đã cố gắng thuyết phục con mình không được lái xe khi say rượu, nhưng vô ích. Lo sợ rằng con có thể gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, ông không còn cách nào khác ngoài việc ra tay để đảm bảo người con không có xe để lái. Sau một cuộc cãi vã dữ dội với con trai, người đàn ông được cho là đã lấy một cái cuốc và bắt đầu đập vỡ cửa sổ của chiếc BMW đúc. Tiếp đó, ông bổ cuốc làm thủng lốp xe và thân xe. Người bố chỉ lôi con đi khỏi chiếc BMW đúc khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Không rõ liệu hai người đàn ông có phải chịu bất kỳ hậu quả nào hay không. Tuy nhiên, sở cảnh sát Logroño đã nhanh chóng đăng câu chuyện này lên mạng xã hội Twitter và không khó hiểu khi nó lập tức được chia sẻ rộng rãi.